Hi, xin chào các bạn đang nhìn thấy ở đây là chiếc Suzuki R150 phiên bản đặc biệt. Nó là một cái sản phẩm hợp tác giữa Suzuki Việt Nam và hãng nâng cấp xe hiệu năng cao Yoshimura Nhật Bản. Thì cái phiên bản đặc biệt này nó chỉ có ở thị trường Việt Nam mà thôi, và nó được sản xuất giới hạn số lượng. Thế nên là các bạn nhanh chân thì còn, mà chậm chân thì hết. Thì cái điểm hấp dẫn nhất trên phiên bản R150 đặc biệt này dĩ nhiên nằm ở cây bô hiệu năng cao đến từ hãng Yoshimura Nhật Bản. Cây bô này là loại full system chứ không chỉ là slip on, và trọng lượng của nó thì nó nhẹ hơn khoảng 1 kg so với lại cây bô bình thường trên phiên bản tiêu chuẩn. Bây giờ thì cái trọng lượng của phiên bản R150 đặc biệt này nó nằm đâu đó ở dưới 130 kg, thay vì cái mức 131 kg của phiên bản tiêu chuẩn. Trước đây phiên bản R150 tiêu chuẩn nó đã sở hữu cái tỷ số công suất trên trọng lượng tốt nhất trong phân khúc, thì nay cái phiên bản đặc biệt này nó thậm chí còn sở hữu cái tỷ số đó còn tốt hơn. Bên cạnh việc giảm trọng lượng thì cây bô hiệu năng cao Yoshimura nó hứa hẹn còn cải thiện cái nước ga thoát hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Nhưng mà liệu nó có làm tăng công suất cho chiếc xe này hay không thì xe tinh tế sẽ kiểm tra bằng dàn máy dyno trong thời gian tới. Ngoài ra thì cái phiên bản R150 đặc biệt này nó còn có một số những cái thay đổi so với phiên bản thường. Đầu tiên đó chính là cái bộ tem màu đỏ đen, thì nó khác một chút để phân biệt với cái bản thường. Thứ hai là cái yên solo phía sau, thì bởi vì cái phiên bản đặc biệt này nó được thiết kế để tập trung cho việc chạy track, thế nên là chỉ có một người ngồi mà thôi. Nhưng mà không sao, khi mà cần á, thì các bạn vẫn có thể tháo cái yên solo này ra để mà lắp thêm cái yên sau cho bạn gái chẳng hạn. Thì cái điểm thứ ba nằm ở bát biển số thể thao đến từ hãng Xpeed, đi cùng với lại hai cái xi nhan đến từ hãng Koso. Thì bây giờ cái bộ bát biển số phía sau cũng là cái xi nhan này, nó nhìn thể thao hơn và dĩ nhiên là đẹp mắt hơn, gọn gàng hơn so với bản bình thường. Cái điểm mà mình thích trên Suzuki R150 á nằm ở cái trọng lượng nhẹ và cái cảm giác lái nó khá là lanh lợi. Thế nên là mình có thể lái sử dụng nó hàng ngày rất là nhẹ nhàng, mà khi mà vào trong trường đua thì nó vẫn cho mình cái cảm giác lanh lợi cần thiết. Trọng lượng nhẹ là một cái yếu tố rất là quan trọng trong môn đua xe, bên cạnh cái phần khung gầm chắc chắn. Bởi vì trọng lượng nhẹ thì cái quán tính nó sẽ ít, và khi đó thì chúng ta vào cua với lại chiếc xe nó sẽ lanh hơn và yên tâm hơn, tự tin hơn. Ngoài ra thì mình thấy là cái phần cứng của cái chiếc R150 bình thường nó cũng rất là tốt rồi. Phanh đĩa trước sau, đèn LED trước sau, bảng đồng hồ tốc độ điện tử và khóa thông minh Smart Key. Anh em mua về thì có lẽ là thêm một vài món để cho cái xe nó nhìn cá tính hơn, cũng như là nó đáp ứng được cái yêu cầu chạy track của anh em. Nhưng mà hiện nay thì R150 vẫn chưa có bộ ly hợp chống trượt bánh sau Slipper Clutch. Thật ra thì cái vấn đề này cũng không quá quan trọng, khi mà anh em có cái kỹ năng lái tốt, anh em cũng không thật sự cần cái bộ ly hợp chống trượt bánh sau Slipper Clutch này. Về mức giá của phiên bản R150 đặc biệt với cái bộ tem mới thì nó cao hơn khoảng 2 triệu đồng so với phiên bản bình thường. Còn anh em mà muốn lắp thêm cái phần bô full system hiệu năng cao đến từ hãng Yoshimura và cái yên solo cùng với lại cái bát biển số và xi nhan thể thao thì anh em sẽ phải bỏ ra thêm cái chi phí là khoảng 12 triệu mấy. Ok, xin cảm ơn.